Xin chào quý vị các bạn. Trước mắt chúng ta là cặp loa JBL L65 Ruban. Đây hiện tại đang là một cái model rất là hot và được đông đảo anh em chơi tìm kiếm. Cặp loa JBL L65 Ruban sở hữu 3 đường tiếng, một loa bát 126A, một loa trung và giấy và một loa chép. Loa bát sử dụng màng giấy và gân mút, cho nên giải trầm của cặp loa này rất ấn tượng, rất sâu nhưng không quá nặng, chúng ta nghe lâu không bị mệt. Đó là một cái lợi thế của cặp loa này. Loa chép là một loa chép dìu, anh em vẫn hay gọi là chép kim cương, nhưng thực ra nó là chép dìu chứ không phải là chép kim cương. Cái này nó bằng nhựa để hướng âm thôi, không phải kim cương. Và một vài đôi lời cái chia sẻ với anh em về cái cặp loa L65 Ruban này. Hiện tại thì trên thị trường, do một số các cái thợ cứ hay phân biệt các cái dòng loa L65 Ruban, ví dụ như dâu dài dâu ngắn, dâu dài đắt hơn, còn bát huyết hay là các màu bát khác thì bát huyết đắt hơn. Nhưng đây là một cái sự đẩy giá, đây là một cái một số anh em thợ thường hay làm chiêu trò để tăng giá, tăng cái giá của cái sản phẩm đó lên. Nhưng với em thì tất cả bát huyết hay là bát màu gì đi chăng nữa, chung gì đi chăng nữa thì nó cũng như nhau, bởi vì không có lý do gì nó hay hơn. Nhà sản xuất ra một cái model cùng tên, cùng mã, cùng số series thì không thể nào mà bát huyết lại hay hơn được. Lợi dụng cái rất nhiều anh em chơi hay tìm kiếm bát huyết, thì hiện nay trên thị trường đã xuất hiện những cái dòng bát huyết giả. Tức là sao? Tức là họ nhuộm màu rất là tinh vi, nhưng để nhìn so với những cái dòng bát thật thì chúng ta phân biệt được ngay. Họ sẽ nhuộm màu hơi giống nhưng không thể nào mà giống được. Anh em mua hãy lưu ý, hãy tìm đến những cái địa điểm mua đáng tin cậy. Hiện nay bát huyết giả đã xuất hiện trên thị trường. Lợi dụng anh em hay thích bát huyết nên là họ đã bỏ qua cái tâm của nghề nghiệp mà họ đã nhuộm cho những cái dòng bát để trở thành màu bát huyết để bán đẩy giá cao hơn những dòng bát khác. Anh em mua hãy lưu ý nhá. Chúng ta chơi lành nhất thì cứ chơi những dòng bát đen như thế này. Không bị nhuộm hay là bị đẩy giá lên. Đây là một giá rất một cái màu rất là đáng chơi, và nó kể cả cho nó chơi theo thời gian thì nó không bị bạc hay là nó bị đốm, bị loang. Nhiều dòng bát huyết thì nó cũng đã bị đốm, bị loang rồi, em gặp rất nhiều. Những cái dòng đó thì em cũng thường không lấy. Bát huyết thì những cái cặp nào đẹp em lấy, còn thường thì bát đen về thì tình trạng luôn đẹp hơn. Anh em lưu ý nhá, trên thị trường đã xuất hiện những dòng loa bát huyết giả là hoặc là dâu dài giả, thì họ đã cố tình làm để bán đẩy giá cao hơn. Anh em lưu ý nhá, dâu dài thì như đợt trước em đã chỉ cho anh em xem rồi, tức là chúng ta sẽ đo cái dâu từ cái khoảng cách cái chấm dâu ở chấm hàn này và đo vào bên trong, nếu như nó bằng nhau thì là chuẩn, còn nếu như cái dâu ở bên ngoài dài mà bên trong nó lại ngắn hơn thì đó là dâu được vẽ thêm, được kẻ thêm để đẩy giá lên anh em nhé. Anh em lưu ý cái điểm đó để chúng ta phân biệt. Còn em thì bát gì đi chăng nữa hay là dâu gì đi chăng nữa thì nó cũng giá như nhau thôi, tất cả là 68 triệu. Rất nhiều cặp bát huyết đợt trước em bán thì đều 68 triệu, đợt này em vẫn bán cặp này 68 triệu, anh em có thể biết được rồi đấy. Trên thị trường thì cái dòng là 65 Ruban này nó đang bị đẩy giá rất cao, trên dưới 70 triệu chắc chắn rồi. Anh em tham khảo các shop thì sẽ thấy giá rất cao. Những em là 65 Ruban cũng hay có, thường xuyên có, nhưng cái mức giá em bán rất là êm để cho anh em chơi. Chúng ta chơi những cái dòng này thì thực ra là bọn em bán ấy thì nó cũng không phải là mang tính thương mại cao, bởi vì là cái dòng này em bán giá nó hợp lý thì cái lợi nhuận nó không cao đâu, gọi là có chút công vận chuyển rồi cho anh em đấy thôi. Chứ còn cái dòng là 65 Ruban này thì em bán không, gần như là không, lợi nhuận không cao, nên là anh em mua thông cảm, thì có giao lưu thì cái mức giá 68 triệu là rất là tốt rồi. Trên thị trường thì trên dưới 70 triệu cơ, anh em thương thì mua chuẩn giá
là giúp em, bởi vì là cái cặp này em bán thì giá rất hợp lý rồi, không không đắt lắm đâu anh em, yên tâm đi, trên thị trường giá cao hơn nhiều. Cặp JBL là 65 Zuban, chúng ta lưu ý nhá, trên thị trường đã có những cái dòng là 65 Zuban bát huyết giả, chúng ta hãy lưu ý và dâu dài giả. Đó là một số các cái tiểu thương, các cái người kinh doanh người ta không quan tâm, người ta cố tình lừa đảo khách hàng để bán lấy cái lợi nhuận cao hơn. Thì với shop em, shop Bông Audio thì những cái sản phẩm L65 Zuban bán như nhau, bát dài, bát em xin lỗi, dâu dài, dâu ngắn, bát huyết hay là bát màu gì đi chăng nữa thì giá đều như nhau, 68 triệu thôi tại thời điểm này. Còn có thể những có những cặp em nhập được rẻ, em bán rẻ, nhập được bị cao thì anh em thông cảm, em cũng bán nhích lên một chút, nhưng mà cái giá chung là 68 triệu anh em nhá. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em để sở hữu cái cặp loa rất đẹp này, JBL L65 Zuban, một cặp loa rất đáng chơi, rất hay, rất dễ ghép.